وصلنا إلى الحوار، الحوار الرابع. إن شاء الله نتحدث العربية قليلا قليلا. إن شاء الله chúng ta sẽ nói tiếng Ả Rập شوية شوية. نتحدث إن شاء الله اللغة العربية. اليوم today وصلنا إلى الحوار الرابع. Chúng ta đã tới, wasala là tới, đến. Wasalna ila al-hiwar al-rabi. Chúng ta đã học tới hay là đến unit thứ tư. Alhamdulillah. Wal-yawm, al-yawm, today. Sanadrus, chúng ta sẽ học. Darsan jadidan, bài mới. Wahua al-hiwar al-khami. Đó là cuộc đàm thoại hay là unit thứ năm. Al-yawm. Al-yawma hôm nay, sa là sẽ, nadrus chúng ta sẽ học, sa nadrusu darsan jadidan. Okay. Và Inshallah. Các anh chị thấy chữ này không? Ok, inshallah. Al-yawm, today, sanadrusu, sa là sẽ, nadrusu, chúng ta sẽ học. Sanadrus, darsan, một bài, jadidan mới. Inshallah. Sanadrus, darsan, jadidan, hay là hiwaran, jadidan, hay là một unit mới. Hay là mình nói hiwaran jadidan. Al-yawm, inshallah, natahaddasu al-arabiyya. Inshallah, chúng ta sẽ nói, we are going to speak Arabic, inshallah. Sanadrusu al-lugha al-arabiyya. Sanatakallamu al-arabiyya. Wal-yawm, سندرس حوارا جديدا وهو الحوار الخامس وده على الحوار الخامس cuộc đàm thoại thứ năm إن شاء الله. اليوم hôm nay là mình học cái unit thứ năm trong bài học này, và cũng như mình nói, tất cả các bài, mỗi trang hay là mỗi unit đều bắt đầu bằng الوحدة الأولى ثم الدرس الأول. Okay. بيا الحوار الخامس انظر واستمع واعي. بيا cái đàm thoại này là giữa Ahmad và Badr, nhưng mà người Ả Rập nói Badr giống như Badr, nhưng mà mình lướt nhanh chút xíu Badr. Đây Badrun, tên của người thứ hai, nhân vật thứ hai là Badrun, nhưng mà tiếng Ả Rập, người Ả Rập sẽ không nói là Badr, người Ả Rập sẽ không nói Badr rõ ràng như vậy, mà người Ả Rập sẽ nói Badr, nhưng mà nhẹ chút xíu Badr. Cái này là một trong những cách khó khăn nhất mà khi người không phải là người Ả Rập mà phát âm mấy từ mà tương tự như vậy. Và trong những cái ví dụ mà mình thường hay sử dụng trong cái văn nói của mình là đó là Abu Bakr. Trong tiếng Việt hay là trong một số ngôn ngữ mà không phải tiếng Ả Rập, khi họ dịch hay là họ phiên âm ra hay là họ phát âm, đa số họ nói Abu Bakr. Cái âm tiết thứ hai của từ Bakr mình nghe rất rõ, nhưng mà tiếng Ả Rập không có rõ bao nhiêu, và mình sẽ âm tự nghe Abu, người Ả Rập sẽ phát âm như thế nào? À đó, người Ả Rập sẽ phát âm Abu Bakr. Ví dụ, Qal jaa Abu Bakr. Nhưng mà mình đừng có phát âm cái kr rõ lắm. Abu Bakr, là Abu Bakr. Abu jaa Abu Bakr. Jaa Abu Bakr. Aja Abu Bakr.
Và cái này Badrun là mình sẽ phát âm Badr, Badr. Nhớ nhé, inshallah. Và đây là cái đàm thoại giữa Ahmad và Badr. Ahmad nói Assalamu alaikum, cái đó là câu chào tương tự mà mình đã học mấy unit trước đây. Và câu trả lời của Badr là Wa alaikumussalam, Wa alaikumussalam. Và Ahmad nói Hadha akhi, Hadha akhi, đây là anh của tôi hay là em của tôi. Trong tiếng Ả Rập akhun không nhất thiết là anh hay là em. Tại vì trong một số ngôn ngữ giữa tiếng Anh, brother, this is my brother. Đây, có thể là anh của mình, có thể là em của mình, nhưng mà trong một số trường hợp mình nhấn mạnh đây là anh lớn của tôi hay là em nhỏ của tôi, thì mình nói là this is my young brother, ví dụ như vậy. Nhưng mà từ brother là nó tương tự với từ trong tiếng Ả Rập là akhun, akhun. Trong tiếng Ả Rập akhun, akhun, akhun. Thì trong tiếng Ả Rập nói akhun là cái screen này mình làm ngược lại thử nha, tại vì không có thấy hết bạn luôn, hay là đẩy bạn ra chút xíu, thấy thế đó không? Ok, ha, akhun là akhun tức là anh hay là em cũng được. Akhun, anh hay là em, ví dụ mình nói đây là anh của tôi hay là đây là em của tôi, em trai, mình sẽ nói ha da akhi, đó mình nhé. Akhun cộng với già, đó akhi, mình chỉ thêm già thôi. Ha da akhi, ha da akhi, đây là em của tôi hay là đây là anh của tôi. Và chữ tôi, cái chữ mà mình nói trong tiếng, cái này là tương tự trong tiếng Anh nhiều. Book, this is my book, my book. Cái gì mà sở hữu như vậy mình để giờ thôi trong tiếng Ả Rập. Ví dụ, cái này là cái này là cây viết, mình sẽ nói hadha qalam, đây là cây viết. Mà khi mình nói cây viết của tôi, hadha qalami, qalami, đó mình đi thêm giờ thôi. Qalam. 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 Đó. Nếu mà của tôi, mình chỉ thêm già thôi. Già. Hắn. Qalamiyun. Qalami. Đó. Đây là cây bút của tôi. Và hadha akhi, đây là bạn, đây là anh của tôi hay là em trai của tôi. Khi mình nói đây là anh em trai của tôi hay là anh trai của tôi, mình muốn giới thiệu cái công việc của người anh em của mình, mình nói hadha akhi huwa mudarris, và anh này hay là nó hay là em này, mudarris là một giáo viên, một thầy giáo, giáo viên, mudarris, mudarris, ana mudarris, tôi là giáo viên. Ví dụ mình muốn hỏi là bạn có phải là giáo viên không? Hal anta mudarris? Câu simple sentence. Ana mudarris, tôi là một giáo viên. Ví dụ mình hỏi là bạn có phải là giáo viên không? Hal anta mudarris? Hal anta mudarris? Ví dụ mình nói vâng, tôi là một giảng viên hay là tôi là một thầy giáo. Naam, ana mudarris. Ana mudarris. Hal fahimtum? Các bạn có hiểu không? Bila Arabia, hal fahimtum? Các bạn hiểu không? Aina al-ijaba? Câu trả lời đâu? Hal fahimtum? Naam. Alhamdulillah. Sau đó thì Baghdad đã rời. Ahlan wa sahlan. Welcome. Ahlan wa sahlan, và cái ahlan wa sahlan mình đã học rồi. Ahlan wa sahlan hay là trong tiếng Ả Rập nói marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban. Và kế tiếp Ahmad nói hadha sadiqi, đây là người bạn của tôi hay là đây là bạn của tôi. Hadha sadiqi, hôm nay mình có thể là một từ mới mình học, sadiqun là bạn bè. Ok, sadiqun.
صديق كيف كيف انت ام nhớ 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 cái danh bạn gọi là cái title của Abu Bakr. Mình hay thường nói là Abu Bakr As-Siddiq, As-Siddiq. As-Siddiq là của là cái nguồn gốc của từ Sadaqa. Sadaqa là sự thật, nói thật. Sự thật hay là nói thật? Nói thật. Tại sao? Hay là khi mình nói sự thật ở đây có nghĩa là tin tưởng. Tại sao gọi Abu Bakr As-Siddiq? Tại vì Abu Bakr là một trong những vị bạn đường của Nabi sallallahu alaihi wasallam, đặt niềm tin vững vàng nơi chiến sĩ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khi bất cứ những cái thông tin gì hay là những gì mà Rasulullah kể lại, Rasulullah cho biết, thì người mà đặt niềm tin full niềm tin nơi Rasulullah là Abu Bakr. Trong một cái sự kiện khi mà thiên sứ thăng thiên từ đi Isra, từ Mecca tới Baitul Maqdis bên Palestine, và từ Baitul Maqdis tới bảy tầng trời thăng thiên, khi mà trong đêm đó mà cái sự kiện xảy ra, một trong đêm mà khi Rasulullah trở về Mecca, cũng trong đêm đó thôi, và Rasulullah nói với các những người mà đi theo Rasulullah, đó là tối hôm qua Allah subhanahu wa ta'ala đã đưa ta đến gặp ngài. Thì trong những người Quraysh, họ cho rằng đây là một cái cơ hội tốt nhất để những người mà tin thiên sứ Muhammad trước đây, để cái cơ hội mà để họ chống lại thiên sứ Muhammad. Tại vì thiên sứ Muhammad đưa một cái thông tin quá xa lạ, tuy nhiên là quá xa thực tế. Tại sao mình có thể đi vào đây Baitul Maqdis, khoảng cách có thể là một tháng hay là nửa tháng, nhưng mà tại sao Rasulullah đi trong đêm, mà Rasulullah cho rằng Rasulullah đi tới bảy tầng trời và trở về Mecca trong một đêm đó? Thì họ nói rằng đây là một cơ hội để những người tin tưởng Rasulullah trước đây, họ chống lại thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam vì sự kiện thăng thiên. Nhưng khi mà họ không kiếm được cái cơ hội nào tới Rasulullah, thành ra họ sẽ đi tới gặp Abu Bakr. Thì họ mới nói với Abu Bakr: hỡi Abu Bakr, ngày hôm qua người bạn của ngươi cho rằng đã đi tới Baitul Maqdis và tới bảy tầng trời, và ngày hôm nay hay là trong một đêm bạn của ngươi đã trở về trong đêm. Sau khi nghe như vậy, Abu Bakr mới nói là nếu mà Muhammad cho biết đi xa hơn bảy tầng trời, tôi cũng đặt niềm tin nơi Muhammad. Phải thành ra Rasulullah nói con người phủ nhận, con người chống đối ta, trong khi Abu Bakr đặt niềm tin vững vàng nơi ta. Thành ra Abu Bakr được cho là As-Siddiq, người mà đặt niềm tin, người mà tin tưởng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Chính vì vậy trong tiếng Arab gọi là Sadiq, nó bắt nguồn từ tiếng Sadaqa, tức như là thứ tin tưởng sự thật. Tại sao như vậy? Trong tiếng Arab có một cái khái niệm hay là một cái quan niệm người bạn của mình, tức là người mà tin tưởng mình. Đó. Cái nguồn gốc là như vậy. Cái này là cái thông tin ngoài cái lớp học của mình. Trong tiếng Ả Rập, tại cái từ trong tiếng Ả Rập, mỗi từ nó đều có cái nguồn gốc của nó. Sadiq là người, Sadiq là từ bắt nguồn từ Sadaqa, thì người tin tưởng mình. Thành ra ở đây cái khái niệm hay quan niệm của người Ả Rập, một người bạn là người tin tưởng mình. Đó. Thành ra Sadiq có nghĩa là người tin tưởng mình. Nhưng mà cái từ mà mình đang sử dụng hiện nay, cái mafhum là Sadiq là người bạn rồi. Ok. Akhun, hôm nay là mình học từ Sadiq, là người bạn, bạn bè. Và Akhun là anh hay là em trai. Bây giờ mình nói đây là bạn của tôi, Haza Sadiqi. Mình cứ thêm giờ. Haza Sadiqi. Haza Sadiqi. Và kế tiếp là Ahmad giới thiệu Hua Muhandis, và người bạn của tôi và nó. Hua là nó nhé, Hua là nó. Hua là nó. Trái nghĩa với hia là nó, nhưng mà phụ nữ là mà. Hua là nó, hia là nó, she. Hua, she. Ok. Bây giờ mình nói Hua Sadiqi, đây là bạn của tôi. Wa huwa muhandis, và nó là muhandis, là kỹ sư. Nhớ nhé, kỹ sư một từ mới. Sadiq muhandis.
Ví dụ anh mohandis, tôi là một kỹ sư. Bạn có phải là một kỹ sư hay không? Hal anta mohandis? Nam, ana mohandis. Vâng, tôi là mohandis. Ok. Và sau đó người bạn, người anh là một người anh trai của Ahmad nói: Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Welcome. Kế tiếp Ahmad nói: Ma'assalama. Ma'assalama trong tiếng Ả Rập tự nhiên là khi mình nói bye bye, thay vì nói bye bye mình nói Ma'assalama. 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 Mà trong tiếng Ả Rập có nghĩa là với cùng. Ví dụ tôi đi với bạn, ashabu ma'aka, tôi đi với bạn, ashabu ma'aka, hay là tôi với bạn, ana ma'aka, ana ma'aka, ana ma'aka, ana ma'aka, ana tôi, ana ma'aka, tuy nhiên là tôi với bạn có nghĩa là tôi có trong cái câu này mình có thể là tôi với bạn có nghĩa là tôi cùng quan điểm với bạn cũng được. Tôi đi với bạn cũng được, quan trọng cái gì mà thể hiện là mình với người đó. Có thể là đi, có thể là quan điểm, hay là có thể bất cứ gì mình nói. Anh nói mà kìa, tôi với bạn. Em, mình có thể mà có nghĩa là với cùng. Tiếng Anh nó ma salama, tức nghĩa là với sự safety. Với sự safety, với sự salamat của bạn. Với sự salamat, tức nghĩa là tôi chúc bạn. Với sự salamat, tôi chúc bạn với sự salamat. Trong tiếng Anh, ma'assalam, thay vì mình nói là goodbye hay là bye bye, tiếng Anh nói ma'assalam. Tôi chúc bạn ở cùng với sự salamat. Có nghĩa vậy, tôi chúc bạn ở cùng với safety, ma'assalam. Và người nghe cũng vậy, cũng trả lời ma'assalam. Đó, ma'assalam nhé. Vì trong lớp mình nói bây giờ lớp chúng ta kết thúc ở đây. Và mình sẽ gặp lại ngày chủ nhật. Ma'assalam. Ok. Mungkin. Có thể nhờ. Inshallah. Alhamdulillah. Và Alan Namshi. Bây giờ chúng ta đi. Ila tới Al-Hiwar As-Sadi. Tới unit thứ 6. Alan Namshi. Au Nata. Au Nata. Nata Allam. Al-Hiwar As-Sadi. Hôm nay chúng ta đi hay là học Al-Hiwar As-Sadi thứ 6. Và những câu tương tự mình hay nghe là umgut, coi đây, wastami, nghe đây, wa'id và lặp lại. Ok, bây giờ mình nói giữa Nada và Huda. Nada tên của người phụ nữ, Huda cũng tên người phụ nữ. Cái này là cái cách mình thấy cái nhóm tác giả. Thứ nhất là mình nói là cái Hua là nam, Hia là nữ, nó he she. Trong cái unit thứ 5 là mình học Ahmad với Badr. Và bây giờ mình nói Nada với Huda. Họ sẽ sử dụng giới tính như thế nào trong cái cuộc đàm thoại của họ. Thay vì mình học là nam như vậy, nữ như vậy, đàn ông như vậy, phụ nữ như vậy về giới tính. Bây giờ họ sắp xếp trong một cái keyword, trong một cái unit mà thể hiện giới giống đực và giống cái trong cái đàm thoại. Bây giờ Nada là người phụ nữ, tên là phụ nữ. Huda cũng tên là phụ nữ. Bây giờ giữa Nada và đây là cái cuộc đàm thoại giữa Nada và Huda. Bây giờ assalamu alaikum, Nada nói assalamu alaikum, và Huda nói wa alaikum assalam. Hazihi ukhti, đây là em của tôi. Theo cái unit, trong cái unit thứ 5 là mình học lấy hala, đây là akhi, là anh trai của tôi hay là em trai của tôi. Và nó là muhandis.
và nó là một kỹ sư, thì cái mình sẽ hình dung ở đây, đây là anh của tôi hay là em trai của tôi, thì mình suy nghĩ giới tính. Nếu mà em gái của tôi, chị gái của tôi như thế nào? Đó, bây giờ mình có một cái ví dụ ở đây. Hazi ukhti, đây là chị gái của tôi hay là em gái của tôi vậy? Hazi ukhti thầy. Bây giờ thấy rồi, là từ haza, thành ra mình biết haza là để chỉ những thứ hay là vật hay là người, tức như là việc nói về giống thực. Haza giống thực. Ví dụ đây là ba của tôi, haza abi, và đây là mẹ của tôi, hazihi ummi. Mình thay đổi đi, akhun có nghĩa là anh trai hay là em trai, ukhtun chị gái em gái. Đó, mình nhớ akhun, đó, anh trai em trai, ukhtun chị gái em gái. Ok, nhớ nha. Tại vì trong tiếng Ả Rập giống như mình đã đề cập, tất nhiên là khi mình nói tiếng Ả Rập phải nhớ cái quá khứ khác thời gian, quá khứ hiện tại tương lai, và thứ hai là mình nhớ là giới tính, giống đực giống cái, nhớ nha. Và cái thứ ba là dấu cuối của từ mình phải cần để ý trong lúc học tiếng Ả Rập. Ok, haza là giống cái hay giống đực, hazi giống cái. Huda Nada nói hazi ukhti, đây là chị gái của tôi hay là em gái của tôi. Hia tobiba, và đây là chị gái của tôi, em gái của tôi. Hia nó. Tại sao mình không nói hua? Hua là để nó. Hia là nó. She, đó. She is a doctor, và nó là một bác sĩ. Ok. Đấy, bây giờ mình cứ đi từ từ thôi. Trong cái đàm thoại mình sẽ thấy dùng cách sử dụng cho giống đực như thế nào và cách sử dụng cho giống cái như thế nào. Ok. Huda nói, Nada nói, hazi ukhti, wahiya, và nó là, hay là nó là tabiba, là một bác sĩ. Trong tiếng Ả Rập bác sĩ, tại vì từ đó bác sĩ nam hay nữ, đàn ông hay phụ nữ, là tabiba là một bác sĩ, nữ bác sĩ. Nếu mà nam bác sĩ, người Ả Rập sẽ nói tabibun, và nhớ nhé, tabibun, đây. Tabibun. Ok. Here, tabiba. Hua, tabib. Đó, nếu mà she, tabiba. He, tabib. Ok. Và sau đó, anh Úc, người chị gái hay là em gái của Nada nói, ahlan wa sahlan, welcome. Và Nada nói, ma'assalama. Và Huda nói ma'assalama. Ok, trong cái hai đàm thoại này, thứ nhất là trong từ mình nhớ là sadiq là người bạn, thứ hai là muhandis là kỹ sư, và thứ ba là tabib. Mà những từ này mà mình muốn chuyển thành phụ nữ, ví dụ một nữ kỹ sư, mình nói muhandisa, mình chỉ thêm ta thôi, muhandisa. Muhandisatun. Đó. Còn nếu mà nói sadiqun là một người bạn. Sadiqun là một người bạn, ở đây là giống đực. Ok. Và giống cái mình nói như thế nào? Sadiqa. Đó, mình đi thêm ta đây. Sadiqatun. À, nhớ các bạn nhé. Sadiqatun. Đó. Khi giống đực là sadiqun và giống cái mình chỉ thêm ta là sadiqa. Và khi mình nói sở hữu, đây là bạn gái của tôi hay là đây là bạn trai của tôi, mình sẽ thêm già thôi.
Hello, bạn صديقي, đó, bạn người bạn của tôi. Bạn của tôi, đây là nhân lực. Nhân lực B, nhân lực. Was người bạn gái của tôi, صديقه. صديقتي, đó, صديقتي. Đó, đây là giống cái. Nghe. Và đây, ngay cả chữ đây nó có đây để giống lực hay là giống cái. Và đây hè là giống nhân lực. Hè gì giống cái. Ok. Ví dụ mình nói đây là ba của tôi, mình nói như thế nào? Hè là abi. Abun là ba. Abun. Abun là ba. Abun. Ummun là mẹ. Ummun. Tương tự thôi, mình chỉ thêm già thôi. Cộng già. Cộng già là của tôi. Nhưng mà nếu mình nói ba của tôi, haza, tại vì haza là giống lực. Haza abi, đây là ba của tôi. Và mẹ của tôi, hazi ukhti, hazi ummi, đây là mẹ của tôi. Nhớ nha. Đây giống, trong tiếng Ả Rập, cái giống được cái đó rất quan trọng trong tiếng Ả Rập. Thành ra tôi sẽ nhắc các bạn, mỗi lần trong lớp tôi sẽ nhắc các bạn, thứ nhất là thời gian quá khứ hiện tại tương lai và giống giống lực thể giống cái, và thứ ba là những chữ cuối của từ rất quan trọng, đóng một vai trò khá quan trọng trong câu tiếng nói của đọc. Nó không chỉ là để mình để đọc mà nó có thể xác nhận cái ý nghĩa, và nó sẽ cho mình cái ý nghĩa như thế nào cái dấu cuối. Inshallah. Và bây giờ mình tới bây giờ mình tới al-wahda al-awwal ad-dars ath-thani, cái trang kế tiếp ấy, thì mình bây giờ là cái trang thứ 6, là mình bây giờ bắt đầu học al-wahda al-ula, cái unit đầu tiên, và bên tay trái ad-dars ath-thani, và bài học thứ hai. Tuy nhiên là bây giờ mình bước vào cái bài học thứ hai và cái unit đầu tiên. Ok. Bây giờ cái cách bố trí trong cái trang này thì nó khác với mấy trang trước. Tại vì mình đang học các đàm thoại. Bây giờ thì mình tới một cái bố cục khác. Thứ nhất là cái phần dưới là al-mufradatu, các từ vựng. Nhớ nha. Al-mufradat, từ vựng. Thành ra ví dụ trong cái bài nói chuyện thì thay vì tôi nói các bạn nên học từ vựng nhiều nha, thì tôi sẽ sử dụng lại các bạn nên học mufradat nha. Đó. Từ từ để nó nhớ, để mình dễ nhớ. Thay vì mình về nhà mình nói mufradat, từ vựng mufradat thì được không? Bây giờ tôi sẽ nói, bây giờ kế tiếp là mình sẽ học mufradat. Đó, kế tiếp là mình học từ vựng vocabulary. Ok, mufradat. Ok. Ok, mufradat. Tiếng Ả Rập nói mufradat, 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 mufradatun. Mufradat tiếng Anh từ vựng. Từ vựng, nhưng mà tại sao ở đây có alif lam? Tiếng Ả Rập cũng giống như các ngôn ngữ khác thôi. Mình có thể đặt vấn đề, tại vì mình we are adult, mình là người trưởng thành, người lớn. Tại vì mình không thể nào giống như mấy người trẻ em được. Các bạn có thể đặt vấn đề tại sao có alif lam thầy? À. Alif lam trong tiếng Ả Rập có nghĩa là mình danh từ xác định đó. Ví dụ mình nói boy, để alif lam the boy. À nhớ nha. Ví dụ class, the class. À, alif lam là tương tự trong tiếng Anh thôi, là the trong tiếng Anh. Hiện tại mình hiểu nôm na như vậy đi. Để mình sẽ học sau đó học sau. Cái sự cách chi tiết bên như thế nào cái đó mình đọc sẽ học sau. Thứ nhất là trước tiên là mình nói al-mufradat, tiếng Anh the vocabularies, danh từ xác định khi có alif lam al. Ví dụ mình nói column là a pen, nếu mà the pen đó, xác định thôi, cái này gọi là cái mẫu từ xác định the alif lam. Ok, al-mufradat. Và kế tiếp là al-ard đầu tiên là đến từ Arado, có nghĩa là trình bày, phơi bày.
nghĩa arada trình bày phơi bày, và arbun có nghĩa là danh từ của động từ arada, arbun danh từ. Dấu dấu quan trọng nha, dấu quan trọng lắm. Từ giống nhau nhưng mà cái dấu khác nhau. Arada tự nhiên là trình bày phơi bày, arbun sự trình bày sự phơi bày danh từ. Ở đây sự phơi bày là gì, nội dung của nó, những gì mà được phơi bày ở đây thì ra mình có thể dịch là content cũng được, nội dung, tại vì những gì mà mình muốn nói ở đây, những gì mà được phơi bày ở đây, các bạn hiểu nha. Tại vì trong tiếng Ả Rập giữa danh từ động từ giống nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ thời gian, và mình đa số mình dịch khi mà động từ thì không có sự, ví dụ như vậy, còn khi mà danh từ thì có sự chút xíu. Ở đây mình nói phơi bày, ở đây sự phơi bày đó, cái này gọi là danh từ. Arada thành ra ở đây sự phơi bày ở đây có nghĩa là nội dung được phơi bày ở đây, nội dung. Ok, nhớ nha, khi mà nói tới arada mình cứ dịch là nội dung. Ok, rồi kế tiếp là umdur, hãy nghe, hãy coi, hãy nhìn. Wastami và hãy nghe. Why, ví dụ bạn nói với tôi, khi mà trong trường hợp mà bạn không có hiểu những gì mà tôi đang truyền đạt, thì các bạn có nói yeah ustad, ai đó ustad nhắc lại ustad ai đó ai. Cái đầu tiên, ok, cái đầu tiên, cái mufradat đầu tiên, thấy không? Tôi sẽ nói mufradat thay vì tôi nói từ vựng, bây giờ tôi nói là mufradat. Okay. Trong những mufradat mà mình học đầu tiên, ví dụ mudarris đó, và tôi trong những cái mufradat mà mình học mudarris, mudarris là giảng viên hay là thầy giáo. Và các bạn nhớ, khi mà biến cái danh từ chỉ giống đực thành giống cái, mình chỉ thêm ta thôi. Mudarrisun thì mình thêm ta bằng mudarrisatun. Ok, thay vì mình đánh dấu, bây giờ mình từ từ mình bỏ dấu, tại vì tiếng Ả Rập không có dấu. Nhưng mà từ từ mình biết, khi mình thấy chữ này là mình nói biết là một tên biết rồi, mặc dù họ không để dấu đó. Tại vì từ từ sao từ từ mình sẽ biết thôi. Và thực tế trong tiếng Ả Rập không có dấu, họ không để dấu, không phải là không có dấu, họ không có để dấu, không có dấu làm sao họ phát âm được. Đấy, có dấu nhưng mà họ không có để dấu. Giống như tiếng Việt mình cũng vậy. Bây giờ mình đánh máy nhắn tin, mình đâu có để dấu mà mình cũng hiểu được đó. Nhưng mà tiếng Ả Rập đặc biệt là không có dấu. Okay. Mudarris. Okay. Cái từ vựng thứ hai, Taliba. Taliba thì mình thấy hình người phụ nữ. Taliba là student. Student. Học sinh hay là sinh viên. Nhớ nha, học sinh, sinh viên trong tiếng Ả Rập cũng giống nhau thôi. Tại vì từ Taliba trong tiếng Ả Rập là tìm kiếm. Taliba là tìm kiếm. Talib là người tìm kiếm. Taliba cũng là người tìm kiếm, nhưng mà ở đây giống thật, ở đây giống cái. Tại sao trong tiếng Ả Rập học sinh, sinh viên người ta nói là bắt nguồn từ Taliba là tìm kiếm? Tại vì mình là một học sinh, sinh viên, giống như một người đang tìm kiếm kiến thức đó. Trong tiếng Ả Rập những cái cách suy nghĩ như vậy, hay là cách suy nghĩ bóng bẩy trong tiếng Ả Rập, thì mình càng giúp mình càng dễ để ghi nhớ hay là nhớ những từ như vậy. Chỉ nói Taliba, to lớp là nghĩa là gì? To lớp là người tìm kiếm. Người tìm kiếm là ai? Ngụ ý ở đây là tìm kiếm kiến thức. Thành ra khi mà mình nói từ to lớp mình biết người tìm kiếm kiến thức, nhưng mà giống dòng cái. Ở đây tại sao mình biết dòng cái? Tại vì trong hình có chị này đội đội thân đó. Và khi mình biến danh từ giống cái thành giống là thì như thế nào? Bỏ ta thôi. Ok, bỏ ta, bây giờ mình bỏ ta thì nó sẽ thành Talib đó. Talib là học sinh hay là sinh viên, nam học sinh hay là nam sinh viên. Talib nữ học sinh, nữ học sinh hay là nữ sinh viên. Ok, và kế tiếp là từ Tabib. Nhớ nha, những từ này inshallah sẽ nastakhdim hadhihi al-mufradat fi kalamina, chúng ta sẽ sử dụng những mufradat này trong cái văn nói của mình. Fi hiwarina, trong đọc thoại của mình. Nam, phía xíu quá đi nè. Na là chúng ta giống nhau. Hay,
Phi kalamina, trong lời nói của chúng ta. Okay. Và kế tiếp, tobiba. Tobiba là nữ bác sĩ và nam bác sĩ. Tobibun. Đó, nhớ nhé, ta để phân biệt giống đực và giống cái. Okay. Và kế tiếp là muhandis. Muhandis là kỹ sư. Thì nữ kỹ sư muhandisa. Ví dụ Fatima nói ana muhandisa. Còn Yusuf nói ana muhandis. À, và kế tiếp là akhun. Akhun hình trong hình mình thấy akhun đàn ông. Khi mà phụ nữ ukhtun. Ok. Cái này cái một kiến thức khác nghe, một kiến thức. Mình mới đây hồi nãy mình có đề cập là để phân biệt giống đực giống cái hay là để biến giống đực thành giống cái, mình chỉ thêm ta thôi. Ok, bây giờ mình có một cái rule sau đi cùng thêm ta hay sau đi cùng một đơn vị sinh giáo viên hay là khi mà nói cái giáo viên, cái từ này mình nói dịch giáo viên, ok, để mình nói nữ giáo viên hay là nam giáo viên, thay vì nói thầy hay là cô. Ok, để mình thử. Cổng ta sẽ bắn mùn đớn ri sa tùm. Ok, cô hay là nữ giáo viên, ví dụ như vậy. Bây giờ mình tới từ ốc a khun. Ok, a khun. Ok, cái này lên chút xíu, cái này mình muốn nói ở đây a khun. Cái câu hỏi mình có thêm ta này hay không? Tại sao lại thêm ta này? Tại sao lại thêm ta này? Và tại sao mình có thể thêm ta này giống như cái rule trước đây hay không? Đó, mình có thể nói là như vậy hay không? À, ok, cái câu hỏi này. Đây, ở đây mình thêm ta, ở đây mình thêm ta. Được hay không? Cái câu hỏi. Thì mình không biết tại sao lại như vậy, mình không biết. Nhưng mà cái mình đề cập, cái mình nhận diện ở đây là thêm ta ở đây trong sách của mình là thêm ta gì? Ok, thêm gì? Thêm ta này. Và cái từ họ đang sử dụng là như vậy. Ok, ukhtun. Và mình biết muốn phân biệt ta này với ta này như thế nào. Ok, cả hai điều ta. Cả hai điều ta nhưng mà cách viết thôi. Cả hai điều ta nhưng mà cách viết. Khi mà trong A-khun, A là người Ả Rập viết ta như vậy. Khi trong những các từ khác, người Ả Rập sẽ viết như vậy, dùng ta này. Cả hai điều ta nhưng mà cách viết tại sao người Ả Rập viết như vậy thì mình cũng không biết, không có giải thích được. Đây, mình chỉ thấy là một số, cái này có thể là mình nói là ngoại lệ, một số exemption. Mình một số cái trường hợp ngoại lệ khi các từ, đa số từ viết bằng tay này, nhưng một số, các bạn nhé, nhưng một số thôi thì viết bằng tay này. Trong Quran mình cũng vậy, có chỗ mình nói rahmatun, nhưng có chỗ trong Quran mình có rahmatun đó, ta này. À, và trong cái thuật ngữ để sử dụng cho ta này, đa số mình nói là ta. Còn ta này mình nói ta al-marbuta. Khi nói al-ta marbuta là ta này. Còn cái này là ta bình thường. Ta lấy ta al-marbuta. Ta al-marbuta. Tại sao marbuta? Ok. Cái này mình học cái kiến thức. Marbuta có nghĩa là cột. Từ ra-ba-ta là cột. Trói. Ra-ba-ta mình cột lại. Mình trói lại. Ra-ba-ta. Bây giờ ta này tại sao gọi là ta trói lại hay là ta bị cột lại? Tại sao? Ok. Yeah.
Thế ta này. Đó. Bây giờ mình cột lại thôi. Đó, vậy là ta mới cùng con trong tiếng Arab. Nhớ nhé. Cái này kiến thức. Mình trói ta lại, cứ như là mình kéo ở đây lên. Đó, đây là mất vụ tâm. Đó, mình kéo lên, mình trói nó lại, buộc lại. Đó. Vậy là ta bị trói, bị buộc lại, bị cột lại trong tiếng Arab. Nhớ nhé. Một số mình sử dụng ta này. Một số từ mình sử dụng ta này. Nhưng mà cái ý nghĩa ta này gọi là ta ăn mất vụ tâm, có nghĩa ta bị trói lại. Thấy không? Giống như dây mà mình cột lại, gọi là ta ăn mất vụ tâm. Cái kiến thức này. Và kế tiếp là Sadiqun. Sadiqun là người bạn. Và bên cạnh đó là Sadiqun là người bạn, có nghĩa giống đực giống cái. Và cái này mình đã giải thích nhiều lần rồi. À, thứ nhất là Anna, các anh chị thấy cái hình không? Hình là người đàn ông. Và bên này là Anna cũng là người phụ nữ. Thành ra mình nên nhớ khi mà Anna từ chung có thể là người phụ nữ nói tôi cũng được. Người đàn ông nói tôi cũng được. Nhớ nhé. Cái này cái chung giữa giống đực và giống cái. Ok. Nhớ. Còn khi mà kế tiếp có hai người đang chỉ là anh ta. Có nghĩa là anh ta là giống đực. Khi mà giống cái mình chỉ là đây là giống cái anh đi. Thấy không? Ví dụ mình nói với Mariam, anh thì. Còn khi mà tôi nói với Ali, anh ta. À nhớ. Nhưng mà tôi là Ali. Tôi là Fatima, tôi chỉ xưng là Anna thôi. Có nghĩa là Anna vừa là giống đực, vừa là giống cái. Nhưng ngôi thứ hai, anh ta là giống đực, anh ti là giống cái. Trong hình mình thấy, không được lần. Ok. Và kế tiếp là Haza, mình chỉ có thể là đàn ông. Haza là đàn ông. Ví dụ, đây là ba của tôi, Haza Abi. Đây là người bạn của tôi, bạn trai của tôi, Haza Sadiqi. Đây là bác sĩ của tôi, Haza Tabibi. Và ha gì trong cái này là giống cái ha gì ukhti ha gì ummi. À okay. Và kế tiếp là hua là giống đực nó, nhưng mà giống đực hua ha là sadiqi, hua đây là người bạn của tôi, hua nó là muhandis, là một kỹ sư. Ví dụ đây là người bạn gái của tôi và cô này là một kỹ sư. Ha gì hi hay ha gì hi, thành ra trong tiếng Anh học giống như mình học toán thôi, phải nó gọi là mình động não chút xíu, mình suy nghĩ cho cái ha gì sau đi coi thì đây là bạn gái của tôi, here to be và nó here và nó giống tiếng Anh đây she đấy, nhưng mà tiếng Anh chỉ có cái đại từ thôi, trong cái danh từ thì không có phân biệt nhiều giống tiếng Anh đâu. Ok, here. Ok, và kế tiếp là Pakistan. Nước Pakistan, Ả Rập gọi là Pakistan. Nghe nhé, Pakistan có âm nhấn ở đó hay là kéo dài cái phía. Và quốc gia thứ hai gọi là Turkey. Và là Thổ Nhĩ Kỳ. Và kế tiếp là Misr. Cái từ này cũng vậy, giống mình đọc từ Abu Bakr. Misr. Giống như mình muốn nói ro đây, nhưng mà ro mình nhẹ lại. Misr. Ok. Kế tiếp là Syria là nước Syria. Ok, cái đó là mình khi mình nói về quốc gia, nhưng mà mình đến từ quốc gia đó hay là những danh từ thuộc quốc gia đó, nhất là mình nói tiếng Pakistan hay là người Pakistan, thấy không? Thì mình để già thêm. Ok, hiện tại mình có học cái chức năng của già, hai cái chức năng của già. Thứ nhất là để sở hữu. Sở hữu, ví dụ là Haza Baiti, Haza Sadiqi, sở hữu đấy. Và cái già thứ hai, cái chức năng thứ hai là gì? Thuộc hay thuộc tính. Ok, nhớ nhé, không phải tính từ, thuộc tính. Thuộc tính ở đây có cái gì thuộc về cái gì, trong tiếng Anh gọi là già Nisba. Cái gì thuộc về mình hay là thuộc về cái gì đó. Thì mình nói Pakistani có nghĩa là tôi là người Pakistan, tôi thuộc về Pakistan, tôi là người Pakistan. Hay trong tiếng Việt mình nói là người hay là tiếng. Ok, người hay là tiếng. Đây, Haza Ana Pakistani, Ana mình Pakistan, tôi đến từ Pakistan và tôi là người Pakistan đấy. Ana mình Pakistan và Ana Pakistani. Đó, ví dụ tôi đến từ Việt Nam
và tôi là người Việt Nam. Ana min Việt Nam. Và ana Việt Nam y và tôi là người Việt Nam. Chỉ thêm gia thôi, cái đó là thuộc. Cái gì mình dịch trong tiếng Việt mình là thuộc. Tôi là thuộc người Việt Nam, có nghĩa là tôi là người. Bây giờ mình chỉ dịch là quốc gia và dân tộc. Ok. Thứ hai, mình nói là ana min Turkiye. Ana min Turkiye. Ví dụ anh ta min Turkiye. Ví dụ này, bạn đến từ Turkiye hả? Hal anta min Turkiye? Hal anta min Turkiye? Bạn đến từ Turkiye sao? Thì mình trả lời na'am, na'am. Vâng, ana Turkiye. Vâng, tôi là người Turkiye, hay là na'am, ana min Turkiye wa ana Turkiye. Tôi đến từ Turkiye và tôi là người Turkiye. Khi nhà, ok, mình nghĩ gì là thuộc tính ở đây mình có thể nói người. Người cũng được, ok, người. Người, con người. Okay. Kế tiếp là Misteria, thấy không? Cái này cách sử dụng các bạn coi. Khi mà Pakistan có hình đàn ông, đó, hình, thay vì mình học những cái rule hay những cái văn phạm nó very nó buộc hay cái gì nó rigid, nó không có cái gì mà flexible, nó cứng lắm. Thành ra bây giờ thay vì mình học cái công thức, bây giờ người ta chuyển thành học từ cái hình ảnh, ok, để mình dễ nhớ, ok. Vì cái đầu Pakistani thì mình thấy có một người đàn ông ở đó, thì khi mà người đàn ông, tất nhiên là người đang nói là họ là giống đực, thì họ nói ana Pakistani. Khi mà giống cái nói thì như thế nào? Thiên ta ana Pakistani, phải không? Mình nói thiên ta ở đây, thiên ta ở đây Pakistani. Và tôi là người đến Pakistan và người đang nói là phụ nữ thì họ sẽ nói ana Pakistani. Ana Pakistani thì đó, Pakistani. Ana Pakistani. Ana Pakistani. Và ana khi mà Fatima nói hay là Maryam nói thì ana Pakistani. Ni yati. Đó. À, ana Pakistani yati. Đó. Đấy. Italia. Thì ở đây Turkiye. Sorry. Không phải nhỉ. Khi mà phụ nữ là ana Pakistani ni thêm ta mà mình thêm nó tới già mình ăn rồi đó ni à, ok, thì thêm ta thôi ana Pakistani, tôi là người Pakistan. Người phụ nữ nói ana Pakistani, còn người đàn ông nói ana Pakistani. Quên, không có già làm sao, ta thêm ta rồi. Và tôi đến từ Mesir và tôi là người Misir, ana min Misr và ana Misriya. Khi một phụ nữ nói, mà khi một người đàn ông nói ana min Misr và ana Misriyun. Đó. Và cái cuối cùng là Suria, ana min Suria. Hal anta min Suria? Nam, ana min Suria và ana Suriyun. Một người đàn ông nói như vậy. Còn khi tới phụ nữ, ana min Suria và ana Suriya. Đó. Thay vì mình học cái đó, mình học bằng cái hình ảnh. Inshallah, hy vọng những cái thông tin hôm nay về cái giống đực giống cái là quốc gia, hay là mình thêm biến một cái danh từ mà giống đực thì biến thành giống cái, chỉ thêm ta thôi. Nhưng mà chỉ có một số trường hợp mình có thể nói ngoại lệ ta ở đây là mình thêm ta này. Nhưng mà một số trường hợp mình thêm ta này. Và cái tên gọi ta này gọi là ta al-marbuto. Tại sao gọi al-marbuto? Tại vì giống ta bị trói lại, bị cột lại, ok, cái kiến thức. Và trong cái cách mình biến từ động từ hay từ cái giống đực tới giống cái, có một số chung, được sử dụng chung giữa giống đực và giống cái. Ví dụ tôi ana, nhưng mà ngôi thứ hai bạn thì ở đó là giống đực giống cái, là rõ ràng anh ta đàn ông, anh ti là đàn bà. Và trong những cái khác biệt nữa giữa đàn ông và đàn bà, trong cái ở dưới, không, ở dưới là cái quốc gia thì nói Pakistan, còn tôi là người Pakistan, chỉ thêm già ở đây.
Và mình có hai chức năng già ở đây. Thứ nhất, già sở hữu là bài trí. Nhưng trong một số trường hợp mình thêm già ở đây để thể hiện thuộc đến cái gì? Thuộc đến là người Pakistan, Anna Pakistani, Anna Arabi, Anna Sini, tôi là người Trung Quốc, Anna Malaysi, tôi là người Mã Lai, Anna Indonesi, tôi là người Indonesia. Thêm già. Inshallah hôm nay hy vọng bài nó hơi dài nhưng mà có thể là mình tóm tắt gọn lại phân biệt giống đực và giống cái. Và trong đó một số mufradat, thay vì tôi nói một số từ vựng, bây giờ tôi sử dụng là một số mufradat. Các bạn sẽ nhớ khi nói tới mufradat là từ vựng. Và một số mufradat mình học hôm nay trong đó là sadiq. Tại sao gọi là sadiq? Trong tiếng Arab sadiq tự nhiên là người tin tưởng mình. Thứ hai là mình có học muhandis là kỹ sư. Thứ ba là mình học tabib là bác sĩ. Inshallah hôm nay bài học mình có thể kết thúc tới đây, tại vì hôm nay có công chuyện chút xíu. Hy vọng mình sẽ gặp ngày chủ nhật. Inshallah naltaqi yawm al-ahad. Naltaqi, chúng ta sẽ gặp yawm al-ahad inshallah ta'ala. Hôm nay có chút xíu công việc, inshallah naltaqi yawm al-ahad. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.